con dịp về nhà ông bà già thân yêu về quê. Thì hôm nay mình có thể làm một món để giới thiệu với các bạn, đó là món vịt rang riêng. Thì giờ ta sẽ luộc vịt, luộc tí hạt nêm. Một xíu mì chính, hạt tiêu, tí nước mắm, xíu riêng, nước riêng. Bà riêng mình không phải bỏ lại hai tiếng xe thì sẽ sử dụng. Đầm vị anh em nhớ cho mình thêm một tí bà riêng vào. Tiếp theo ta cho bột chiên vào. Bột chiên giòn nhé. Thank you.
là mình vừa hoàn thành xong một việc làm việc. Rồi, mời mọi người cùng dùng bữa nha. Mày kẹp đấy à? Cái này được ăn đấy. Cái đéo thằng đấy. Thằng này á? Ừ. Còn ăn rửa tay cho người chắc không hủ. Ông ba thử cái vịt đang riêng thì coi. Bỏ phí là được đặc mấy. Mình có mình chẳng biết cho. Đấy uống nước. Đưa được ba một biệt đan hoang trong vào mới kêu vô ăn chứ. Đây cái gì ra bên này đó ba. Rồi. Thôi cần được. Từng đứa thôi con ạ. Cái đứa ăn không được đâu con. Bỏ sợ. Đừng bỏ mắm, bỏ lên mè đây nhé. Bỏ mắm được.